Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình, Ông Chồng Hay Làm. Ngày hôm nay vừa định lấy xe ra thì nó lủng lớp mất rồi. Thôi mình bán nó luôn cho các bạn xem nhé. Đây đồ nghề của mình đây. Xe này là vỏ hông ruột. Mình mất công dắt nó ra ngoài đó các bạn. Mình tự bán nó luôn nha. Thì đồ nghề gì? Nhất là các bạn có cần bơm nha. Đầu tiên các bạn phải có cái máy bơm nè nha. Cái máy bơm này mình sắm khoảng 2 triệu mấy ở nhà rồi. Đây là hai cái dùi. Dùi này mình vá dùi, mình đâm từ ngoài vô, sau đó mình đẩy cái sợi keo này vô nha các bạn. Rồi mình làm cho các bạn xem nhé. Rồi đầu tiên nha các bạn, bơm lên. Rồi mình bơm cái bánh xe lên nha, cho nó căng lên. Rồi. Các bạn bơm căng lên, sau đó các bạn chuẩn bị một cái xô nước xà bông nhé, để mình chét cho mình coi thử cái vết lủng của nó đó các bạn. Đây, một cái xô xà bông nhé. Rồi các bạn quét lên để dò. Thì ngay chân van thì mình sẽ xử lý cách khác nha. Đây, chân van ra thôi. Đây mình giới thiệu các bạn có cái đầu mở chân van này các bạn. Lâu ngày các bạn có thể cái chân van của mình nó bị bung lên.
thường thì cái van này nó từ bên, nó xuyên từ bên trong, ở trong có chân cao su, bây giờ nó không được, siết chặt nó hơn đi các bạn. Tốt nhất các bạn cắt thêm một miếng cao su nữa nha, cắt thêm một miếng cao su nối vô. Nha, xin lại cái đục cũ thì khi mình cần xài gì mình xài các bạn. Mình thêm một cái miếng ông đền vô cái đục này ra thử như thế nào nha. Sau đó các bạn xíu lại nha, thêm một ít dùng ít cao su, cho nó một cái vòng cao su nha các bạn. Rồi một vòng cao su, sau đó các bạn xíu ốc lại thử coi, rồi thử coi nó còn xì không nha. Thường thì cái van ở phía bên trong nó là cục cao su rồi, nó không bị, cái này nó bị. Thank you.
mấy cái bàn luôn các bạn, tự cái bàn luôn. Đi lại cho các bạn coi gần nghe. Hết xì rồi nha các bạn. Nè, nó bị ngay cái đầu van này. Ok vô. Ok. Giờ mình để ở đây khoảng một ngày thì coi nghe. Không sao. Rồi. Ok nữa các bạn. Xe Hayate này là mình mua hồi mình vừa mới ra trường đi làm, bây giờ cũng được 12 năm rồi, thấy nó cũng cũ rồi nhưng mà cũng nhiều kỷ niệm á, ra là mình cũng giờ không có đổi nữa, cứ để đi vậy đó. Cái này cái bản gốc của nó thì dùng cái vỏ có ruột, còn cái bản này cái vỏ này mình thay là vỏ không ruột thì lâu ngày á nó xì ngay cái van nè, cái van nó hở. Giờ mình chêm cắt cái này miếng cao su này các bạn, rồi chêm vô nha. Rồi mình thấy cũng ổn rồi đó. Rồi có gì mình để khoảng một hai ngày mà nếu như nó không có bị nữa thì coi như ok đó. Rồi video của mình tới đây ngày hôm nay là hết. Nếu các bạn yêu thích video này, các bạn cho mình like một share nha. Bye bye, chào tạm biệt. Rồi để mình để coi hai ngày, nếu như nó không có bị xì á thì mình sẽ báo cho các bạn biết kết quả nha. Rồi bye bye.